Ok, xin chào toàn thể các bác và anh em. Ở trong ngày hôm nay thì lại tiếp tục có mặt tại kho là bãi đợt này của bên em. Đợt này thì trong kho thì gần như là chật kín hàng rồi. Đấy, về được rất nhiều những mẫu mã sản phẩm như BLB 255, 850 và những dòng rất nhiều những dòng sản phẩm loa bãi. Như đợt này thì lại tiếp tục cập bến về được những cái lô loa full rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay thì mới cập bến về được một lô DK và cũng như là một trong những dòng loa full của CAF. Dòng này thì nó đã bắt 2 năm. Đợt này thì cũng đang rất nhiều các bác hỏi về những dòng sản phẩm loa full bãi trong phân khúc giá nó tầm vừa tiền một chút để các bác tham khảo và để chơi karaoke và nghe nhạc tại không gian gia đình mình. Thì ngày hôm nay thì bên em về được khoảng tầm chục đôi CAF bắt 2 năm, một tép kèn. Chất lượng âm thanh của những dòng sản phẩm này thì quá tuyệt vời rồi. Loa full nhìn rất nhỏ gọn rồi các bác nhá. Nhìn cực kỳ nhỏ gọn. Đấy, thùng vách còn rất là đẹp. Bên em đã vệ sinh đầy đủ hết rồi. Đấy, vệ sinh đầy đủ từ nội thất này, các thứ ra đến ngoài. Đấy, nhìn hàng về đợt này vỏ thùng vách rất đẹp luôn. Đấy. Còn DK thì cũng vừa mới cập bến xong. Đấy, cập bến DK lô đợt này thì cả bát 25 và cả bát 30. Đấy, DMX thì hôm trước bên em thông báo rồi. Thì hôm nay thì vệ sinh tiếp được một cặp vất ra ngoài nữa. Đấy, còn DK thì được khoảng tầm trên chục đôi. Đấy, cả bát 25 và cả bát 30. Bên em sẽ thông báo giá sau ở những dòng sản phẩm DK này. Còn ngày hôm nay thì chủ yếu lên cho các bác là đợt này đang có rất nhiều các khách hàng hỏi về những dòng sản phẩm loa full bát 25. Đấy, thì ngày hôm nay thì về được cái lô loa full bát 25 rất là hiếm nhá. Loa full về được những lô bát 25 thì cực kỳ hiếm luôn. Đấy, hàng rất là chất lượng, thùng vách còn rất là đẹp. Đây cho các bác xem phần đằng sau của nó này, thông tin mã vạch số series của nó này còn rất là đẹp. Nói chung là có những đôi những cái thông số với cả những cái tem mác này nó bị rách nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu, gần như là thùng vách với cả cái chất lượng của nó thì bên em đã kiểm tra và cũng như là đã vệ sinh đầy đủ toàn thể bác rồi. Đấy, lô CF này về nhìn rất nhỏ gọn các bác nhá, chơi được trong khoảng không gian gia đình, các bác chơi mà được khoảng không gian nó rơi tầm khoảng 253 m², chơi dòng này thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, một bát 25 và một tép kèm nó full. Đấy, của CF thùng vách rất đẹp luôn. 3,5 triệu công khai giá toàn thể bác luôn, 3,5 triệu, giá rất rẻ nhé. Phân khúc giá này là cực kỳ rẻ rồi. Đấy, phân khúc CAF 325 là full giá chỉ 3,5 triệu bao giá thị trường. Đấy, và cũng như là giá này thì bên em đã công khai là bao ship các bác nhá, đã công khai. Đấy, bao ship 3,5 triệu CAF. Còn đợt này thì bên em đang xả toàn bộ những dòng sản phẩm nó bãi như BLB 255 và cũng như những dòng 850. Đấy, rất nhiều. Đấy, và những dòng sản phẩm này 550. Đấy, đợt này bên em về cập bến về rất nhiều những lô loa bãi luôn. Đấy, đợt này xả lốt cho các bác những cái dòng sản phẩm BOB này để nhập về lô mới để phục vụ các bác cuối năm ở dịp Tết, sắp Tết Nguyên Đán rồi và cũng như chuẩn bị là hết năm Tết Dương rồi. Đấy, thì phục vụ cho các bác trong dịp thời điểm cuối năm này. Đấy, thông báo ngày hôm nay thì thông báo trước là về được khoảng tầm chục đôi CAF loa full bát 25. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em sớm nhá. Thông báo trước là thông báo giá luôn trước cho các bác rồi nên cái video test nhạc này và cũng như là những cái video để mở nội thất rồi gan sau cho toàn thể các bác. Khoảng 1-2 hôm nữa bên em có thời gian, bên em sẽ bóc tách nội thất rồi gan toàn thể các bác trên video luôn. 3,5 triệu bát 25 rất nhỏ nhắn xinh xắn, thùng vách rất là đẹp. Đấy, còn DK thì bát 25 và bát 30 đều có. Đấy, nhưng mà vẫn chưa vệ sinh hết. Nói chung là chỉ được vài đôi ra ngoài cửa hàng này thôi. Sắp tới này thì khoảng 1-2 năm nữa vệ sinh đầy đủ thì bên em sẽ lên những cái video chi tiết nội thất ruột gan và cũng như là cái phần test chất âm của nó sau cho các bác. Ngày hôm nay thì nói chung là thông báo nhanh là hàng về những mặt hàng này. Và giá của những dòng sản phẩm DK bên em cũng thông báo sau các bác nhé. Còn hôm nay thì thông báo chủ yếu cái dòng K này, CF này, full 25, 3,5 triệu bao ship. Có tuyệt vời, các bác nào quan tâm mình nhanh tay liên hệ nhé. Số điện thoại là 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng. Và xin chào toàn thể các bác và hẹn các video sau. Xin chào toàn thể các bác.